Quý vị khách hàng nào đang mà có nhu cầu tìm cái căn nhà gần với lại khu đô thị Sala, gần với lại bệnh viện 103, gần với bệnh viện Ca Tân Triều, gần với lại trung tâm quận Hà Đông, thì căn nhà này là một căn nhà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới quý vị. Cụ thể, nó được xây dựng độc lập, diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng Tây Bắc, và nó ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì được thiết kế rất là chỉn chu và chu đáo, đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về ở ngay quý vị nha. Với căn nhà hướng nhà là hướng Tây Bắc, ưu điểm lớn nhất của căn nhà đó là được xây một mình một căn. Đồng thời với cái căn nhà này thì nó là cái thửa đất cuối cùng mọi người ạ. Cuối cùng của cái ngõ này, cho nên là tận dụng được tối đa cái khoảng không sử dụng ở trước ngõ. Bởi vậy cho nên chủ đầu tư thiết kế ở đây cho mình luôn một cái vòi ở đây. Quý vị có thể sử dụng cái vòi rửa ở đây để quý vị sử dụng ở bên ngoài, có thể rửa xe này, hoặc mọi người có thể chế biến đồ sống tươi lạnh ở ngoài. Và với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Phần mặt tiền của ngôi nhà thì thiết kế như sau quý vị nha. Mặt tiền đều được chủ đầu tư ốp đá granite màu nâu rất là đẹp. Đồng thời với cái phần cửa của ngôi nhà thì thiết kế cửa chính của ngôi nhà là cửa sắt sơn tĩnh điện. Bên cạnh cái phần cửa chính thì có hai cái cửa sổ phụ để hướng vào cái không gian của căn phòng khách, để lấy ánh sáng vào cái không gian căn phòng. Nhược điểm của ngôi nhà này Ngọc Ánh cũng chia sẻ luôn, đó là ngõ chỉ có hai xe máy tránh nhau và cách đường ô tô 200m đi lại mọi người nha. Còn đâu thì tất cả mọi thứ, những cái tiện ích xung quanh, dân cư đông đúc, nhà thì đã có đầy đủ sổ đỏ pháp lý rõ ràng. Riêng Ngọc Ánh bán ở trên kênh của Ngọc Ánh thì toàn bộ những cái vị trí bất động sản Ngọc Ánh quay lên 100% là sổ đỏ đầy đủ, chính chủ mọi người ạ. Mọi người cứ yên tâm về cái pháp lý giấy tờ mọi người nha. Và cái căn nhà này 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng thì cụ thể nó thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em vào phần phòng khách của ngôi nhà. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Như quý vị nhìn thực tế ở trên video, Ngọc Ánh review rất là cụ thể. Bởi vậy cho nên quý vị xem từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thì cũng có thể tưởng tượng ra ngôi nhà này thiết kế ra sao. Có hài hòa, có hợp lý và có cái theo cái của mọi người thì có hợp lý và thích hay không thì quý vị có thể cân nhắc. Và nếu như mọi người muốn góp ý với Ngọc Ánh thì có thể để ở dưới phần bình luận nha. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế ở đây là gạch lát nền kích thước 60-60 vân đá. Với cái diện tích khoảng không nó nhỏ, tuy nhiên thì chủ đầu tư biết cách tận dụng là lát cái gạch ở dưới, là gạch ở dưới nó là lát chéo mọi người ạ. Cho nên là nhìn vào cái khoảng không gian của cái không gian nhà này thì nó rất là thoáng, rất là rộng. Nếu mà nhìn ở trên video thì mọi người không nghĩ rằng nó chỉ có 30m thôi đâu, mà chắc chắn là phải hơn đấy ạ. Và cái phần phòng khách ở đây thì đây, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, hai cái cửa sổ thông thoáng vào phía bên trong. Phần trần thạch cao chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ. Đồng thời cái phần phòng khách này thì thiết kế ở đây đó là một chiếc quạt trần cho quý vị. Đó, đây là kệ để tivi, hợp lý đúng không ạ? Đây, chủ đầu tư có trang trí cho mình cái không gian phòng khách này rất là hợp lý. Mọi người có thể kê một bộ sofa ở kia. Đồng thời với cái căn nhà này, ưu điểm Ngọc Ánh cũng nói và nhược điểm cũng nói, thì cái ưu điểm của căn nhà này tiếp theo, mọi người có thể ở đây làm cho Ngọc Ánh một cái cổng riêng đi vào cái căn nhà của mình, tận dụng toàn bộ cái khoảng không trước nhà, khoảng ngõ ở trước nhà mọi người nhá. Và tiếp theo đó chính là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, nhỏ nhắn với cái không gian 30m² thì nó chỉ được như thế này thôi. Thật sự là như vậy mọi người ạ. Với cái diện tích mà nó khoảng tầm 40m ấy, thì thường thường chủ đầu tư sẽ cố gắng thiết kế là cái phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Tuy nhiên với cái căn nhà này thì chủ đầu tư chỉ thiết kế nó như thế này là hợp lý rồi. Toàn bộ cái không gian bếp, mặt bếp thì ốp đá đen granite. Bếp này thì được thiết kế, bếp này thì được thiết kế là tủ gỗ công nghiệp quý vị nha. Và cái chậu rửa, vòi rửa đi kèm chất liệu inox 304, phụ kiện bếp cũng được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này hoàn thiện xong hết 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là cái khu vực để tủ lạnh quý vị nha. Đó, ngoài cái phần phòng khách này, phòng bếp này thì ở phía dưới tầng 1 còn có một cái phòng vệ sinh nhỏ nhắn, đáp ứng đầy đủ công năng theo sử dụng theo từng tầng, gồm có bồn cầu, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Diện tích tuy nhỏ nhưng công năng lớn. Tổng sử dụng diện tích của ngôi nhà này nó là 150m² quý vị nha. Đó, bởi vì nó là 30m mà thiết kế là 5 sàn, cho nên là cái công năng sử dụng của nó khá là hợp lý đối với quý vị. Và cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách của ngôi nhà ở đây thì nó là chủ đầu tư thiết kế một cái vách gỗ CNC ở đây rất là đẹp mọi người nha. Mọi người có thể trang trí rượu này, cũng có thể là trang trí lãng hoa, giỏ hoa ở đây, khá là hài hòa. Và đây là cái không gian của cái phòng khách thì quý vị có thể để giúp Ngọc Ánh ở đây một bộ sofa, một bộ bàn ghế. Nói chung diện tích nhỏ nhưng mà cái công năng sử dụng thì hài hòa.
Toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là ốp đá đen trắng và cái tay vịn cầu thang. Ở đây cũng vậy mọi người nha, toàn bộ quý vị có thể nhìn thực tế ở đây nó là gỗ lim Nam Phi. Mời mọi theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà xem ngôi nhà này với diện tích 30m² thì thiết kế ra sao nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau mọi người ơi. Gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên trong, thiết kế theo kiểu phòng ngủ master mọi người ạ. Với cái không gian phòng tầng 2 này thì quý vị nhìn thực tế ở trên video giúp Ngọc Ánh luôn là có 3 cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Rất là thoáng, cửa sổ đều mở được ra mọi người nha. Đây. Tất cả các cửa sổ đều được thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là một cái lớp sắt sơn tĩnh điện. Bắt vít rất là an toàn, chắc chắn tạo một cái độ thẩm mỹ cho ngôi nhà cũng như là cái về cái tính năng an toàn thì quý vị hoàn toàn yên tâm. Với cái không gian phòng ngủ này nó rất là rộng, rất là thoáng, phòng ngủ gọi là vuông đét luôn mọi người ạ. Với cái phòng ngủ này nó khoảng tầm 20m², quý vị rất là dễ kê đồ nội thất ở phía bên trong căn phòng này. Và cái căn phòng nhà này thì chủ đầu tư lắp đặt sẵn cho mình cái ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi đó. Ngoài ra thì chủ đầu tư ở đây thiết kế những cái chi tiết nó rất là nhỏ thôi, trần phào ở đây mọi người có thể cảm nhận được. Và với cái không gian này thì quý vị có thể ở đây này, chờ sẵn luôn cả một cái điện, dây điện để quý vị có thể lắp một bức tranh ở đây đó, và đấu một cái điện ở đây, rất là hợp lý đúng không ạ. Sàn gỗ công nghiệp. Ngoài ra trong phòng ngủ còn có một phòng vệ sinh đây. Với cái phòng vệ sinh nó rất là rộng ở phía bên trong cái phòng ngủ tầng 2 quý vị nhá. Toàn bộ phòng vệ sinh của cái tầng 2 này thì chủ đầu tư được lắp đầy đủ hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, bồn cầu này, lavabo bàn đá này, rất là hợp lý. Đồng thời thì ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần của ngôi nhà. Đây, cái màu sắc gạch ốp ở đây nó cũng rất là nhã nhặn quý vị ạ. Và cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm kính. Cửa thông phòng toàn bộ của ngôi nhà thì thiết kế nó là cửa gỗ mọi người nha. Toàn bộ thiết kế cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa gỗ lim. Đó, mọi người có thể nhìn lại cái căn phòng ngủ không gian nó rất là rộng, rất là dễ kê đồ mọi người ơi. Và cái không gian của cái căn nhà này ngập tràn ánh sáng, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Nó chỉ có một điểm xíu xíu ở đây, đó chính là nó cách với đường ô tô 200m mọi người ạ. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nhá. Với tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế tương tự như tầng 2. Tuy nhiên khi mà bước chân lên trên phía tầng 2 thì có quý khách hàng nào nhận ra một cái điểm khác không? Đó chính là cái phòng vệ sinh để ở phía bên ngoài quý vị ạ. Mời mọi người theo em vào cái phòng vệ sinh trước nha. Đây, phòng vệ sinh này thì nó lại kê trái với lại cái phần phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 2. Đó là ở dưới tầng 2 thì cái lavabo đặt ở bên ngoài và bồn cầu thì đặt ở bên đây. Bây giờ thì đã đổi lại cho nhau mọi người nha. Nói chung là chủ đầu tư cũng thiết kế rất là cầu kỳ đúng không ạ? Hệ thống sen kê tắm đây, nói chung là thiết kế hợp lý. Mỗi một tầng sử dụng một cái phòng vệ sinh. Và phòng vệ sinh cũng rất là rộng nha mọi người. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 3. Đó, tất cả những cái vị trí bất động sản Ngọc Ánh giới thiệu trên kênh với tất cả quý khách hàng đang theo dõi thì 100% là sổ đỏ chính chủ review thực tế cái công trình này nằm ở đâu, cũng như là cái giá bán, giá chào bán của ngôi nhà này Ngọc Ánh chia sẻ đó là 2.800.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì quý vị có thể chi trả tước từ 1,3 cho tới 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị ở trong vòng thời gian vay tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Về phần ngân hàng, nếu quý vị nào đang muốn tìm hiểu cái cách thức cho vay liên quan đến ngân hàng thì mọi người liên hệ ngay với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn tốt nhất cho khách hàng nha. Mời người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Mọi người ơi, Ngọc Ánh đang đặt chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà rồi. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà là có 3 phòng ngủ riêng, 3 phòng ngủ lớn quý vị ạ. Phòng ngủ nào cũng ngập tràn ánh sáng, phòng ngủ nào cũng được chủ đầu tư thiết kế hệ thống trần thạch cao, rồi là sàn gỗ, hệ thống ống chờ, dây chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này điện lắp đặt riêng này, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ rồi. Nói túm lại mỗi một câu là quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay được đối với ngôi nhà này. Đó, đây hệ thống cửa thông phòng 2, 3, 4 của ngôi nhà đều là cửa gỗ lim.
Nhà vệ sinh ở phía tầng 4 thiết kế tương tự như tầng 3. Và đây, tất cả các phòng vệ sinh đều được để luôn cả cái ống chờ bình nóng lạnh quý vị nhá. Bồn cầu này, xung quanh thì ốp gạch rất là đẹp này. Lavabo này. Cửa nhà vệ sinh đây. Rất là chắc chắn. Và phần còn lại đó là tầng 5 của ngôi nhà. Mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 5 của ngôi nhà nhá. Với tầng 5 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau, gồm một phòng thờ và một sân phơi, thì đây chính là cái phần sân phơi của ngôi nhà quý vị nhá. Đây. Phần sân phơi rất là rộng. Nếu như quý vị khách hàng nào hỏi Ngọc Ánh rằng căn nhà này nó có nằm ở trong khu dân cư đông đúc không, thì Ngọc Ánh sẽ trả lời luôn với quý vị ở trên video này. Nó quá là đông luôn ý mọi người ạ. Cái quỹ đất ở cái phường Kiến Hưng này gần như nó còn rất là ít. Bởi vậy cho nên tại vì sao giá thành nó cao, tại sao ở phường Yên Nghĩa nó chỉ có 1 tỷ 9, 2 tỷ một căn thôi, mà ở đây giá nó lại tận 2 tỷ 8, 2 tỷ 9, thậm chí có những căn 3 tỷ 3, 3 tỷ 400 triệu đồng. Vậy cho nên là cái giá trị bất động sản nó phụ thuộc vào cái vị trí mọi người nha. Và thiết kế của cái ngôi nhà này thì Ngọc Ánh cũng vừa chia sẻ review từ tầng 1 cho tới lên tầng 5. Ở đây là vị trí Ngọc Ánh đang đứng. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này hoặc là vị trí bất động sản khu vực khác thì có thể liên hệ với Ngọc Ánh ngay theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Và Ngọc Ánh chỉ sử dụng hai số điện thoại này, đó là duy nhất 0983 013 403 hoặc 0888 011 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.